ta học là cái cách là gì ạ? Cách người ta tạo một bảng mới rồi đúng không? Người ta vào đâu? Vào insert này, table này, sau đó ta có thể chèn nhanh ở đây. Đúng không? Đây là một cách. Cách thứ hai là nếu ta muốn chèn mà có nhiều dòng hơn thì ta lại vào insert table này. Xong ta chọn là insert table này. Đúng không? Đây ta đánh số cột là mấy cột, đây là mấy dòng. Đúng không? Cái độ rộng này là ta có thể là fix nó làm cái độ rộng bằng bao nhiêu đấy. Đây để auto nó sẽ tự động điều chỉnh. Còn auto fit to content có nghĩa là tự động nó điều chỉnh độ rộng cho nó vừa với nội dung. Và cái này tự động điều chỉnh cho nó vừa với cửa sổ tài liệu. Ở đây ta cứ để tự động đó. Đây có đây ta cho là 5 cột và 20 dòng chẳng hạn. Đấy thì đây ta có một cái bảng. Đây muốn xóa bảng đi ta có thể bấm vào cái con trỏ chuột là ta chọn cắt đi chẳng hạn. Muốn các em muốn chọn cái cột nào thì các em để con trỏ chuột trên đầu cột, người ta bấm chuột. Các em muốn chọn nhiều người ta di chuột, đúng không? Còn nếu chọn một dòng người ta bấm chuột vào đây, để đầu dòng người ta bấm. Khi muốn di chuyển chuột qua các ô thì các em có thể dùng phím mũi tên và dùng phím tab. Người ta chú ý là khi mà phím tab nằm ở cuối một dòng ấy, người ta bấm tab thì nó sẽ là gì? Là thêm một dòng mới. Đây ta sẽ nói thêm về cái việc sắp xếp nhé. Thì ta có một cái bảng gồm số thứ tự này. Ta chụp lên to lên. Họ đại này. Tên. Đây, ví dụ đây là cái điểm tuyển sinh chẳng hạn. Ta sẽ minh họa cái việc ta sắp xếp. Cái số thứ tự ta đánh tự động. Bây giờ sẽ sắp xếp đó. Để sắp xếp thì nó tương tự như hôm trước là nó sắp xếp những văn bản thôi. Thì đầu tiên là cái mô đen cột cần sắp xếp, sau đó các em bấm biểu tượng A, Z ấy, biểu tượng sort này. Thì ta ở đây ta có thể chọn là ta sắp xếp theo cột gì đó. Ví dụ đây ta sắp xếp theo cái cột là cột tổng điểm này, thì ta chọn con mấy ạ, con 4 này. Đây nó bảo là sắp xếp theo số theo gì đúng không? Xong ta chọn là ascending là gì? Là tăng dần và descending là gì? Giảm dần. Đấy còn gen 3 là cái cột thứ hai sắp xếp là gì? Như ta có sắp xếp theo tên thì làm để chọn column 3 này. Tên thì theo alphabet phải tăng dần đúng không? Đây nó có cái 3 cái sắp xếp theo ok. Đấy thì ở đây nó sẽ sắp xếp như đây. Đúng không? Điểm là tăng dần và giảm dần. Ở đây nó không có hai cái cùng nên ta không xác định được. Nên ở đây ta chú ý là nó lại cho luôn một cái dòng tiêu đề và nó sắp xếp đúng không? Nó không chuẩn. Đây có thể là do lúc mình nhập vô đen mình đen thiếu không. Bây giờ làm lại nhé. Thì đây ta sẽ vô đen hết ấy, thì nó sẽ chọn đâu là gì ạ? Cái cột là cột cần sắp xếp. Như đây là sắp xếp tên theo alphabet chẳng hạn. Nó tăng dần đúng không? Đây xem văn bản, đây sau đó đến điểm, đến tổng điểm. Giữa hai người cùng tên thì điểm là giảm dần chẳng hạn, thì chọn tổng điểm, descending, ok. Thế thì như này nó sẽ sắp xếp chuẩn. Đúng không? Bình thì mới đến qua, có sáng, có điện. Thế như giả sử bây giờ ta cho hai người cùng tên nhé. Thế ta cho này, Trần và Bình đấy chẳng hạn. Ta sắp xếp lại thì ta nhìn cái thằng 28 nó sẽ lên trên, nếu như sắp xếp mình cũng đúng không? Tên tổng điểm đấy, ông Trần Đại Bình sẽ lên trước ông Nguyễn Văn Bình, thì đấy là cách sắp xếp đối với bảng, được chưa? Còn đối với bảng này thì ta còn có những cái yêu cầu khác, ví dụ như là gì? Ta đầu tiên ta nhìn cái nhóm design này,
thì là ta có thể chọn cái kiểu trong cái bài. Đi thi C3 nó có câu kiểu như thế, nó bảo là chọn cái chuyển cái bài thành kiểu là line list action 2 chẳng hạn, thì ta chọn cái này chẳng hạn, thì nó sẽ trang trí sẵn cho mình đúng không? Mình không phải mất công mình đổ màu hay là kẻ đặc biệt. Đấy thì tùy người ta bảo mình chọn kiểu gì, người ta chọn đấy. Setting là đổ cái màu nền các ông. Đấy, ta có thể thay đổi. Border là kẻ đồng viên. Hoặc ta có thể tự vẽ các ô trên bảng. Được chưa? Thì đấy là cái nhóm design liên quan đến các vấn đề về thiết kế. Còn cái vấn đề tiếp theo đó là cái thay đổi bố cục của bảng, thì ta phải sang cái thẻ thẻ layout. Thì ta sẽ tìm hiểu về từng cái mục một sau này. Ví dụ view design là có hiển thị cái đường lưới hay không, giả sử như đây là giữa cái cột này nó không có đường kẻ nào đúng không, ta bấm vào view grid line thì các em nhìn nó có một cái đường kẻ mờ mờ, cái đường này in có hiện ra không, nó chỉ là cái đường lưới thôi, nhưng mà nhìn vào đây để mình biết đâu là ranh giới ở giữa các cột. Được chưa? Đây là trong trường hợp mà các em muốn điều chỉnh độ rộng các cột thì ta có thể kéo trực tiếp dùng con trỏ chuột, ta đặt vào các cạnh của các cột để ta điều chỉnh. Đúng không? Một cái điều chỉnh độ rộng của dòng người ta cái cách ngang rồi ta kéo. Được chưa? Đấy, hay cái tiếp theo này là cái nhóm delete. Như đi thi bảo mình là xóa cái người dùng có cái người có cái tên số thứ tự là thứ ba chẳng hạn, thì ta sẽ chọn delete này. Ta phải đặt con trỏ vào cái dòng đấy. Được chưa? Xong ta chọn delete. Đây là delete diện. Vì đâu xóa này, xóa cái dòng này đúng không? Thì ta thấy nó biến mất luôn này, ta đang đúng này. Còn muốn xóa cột thì đây, ví dụ nếu ta bấm vào đây ta chọn delete column, nó sẽ xóa mất cột rồi, cột gọi đây đúng không? Thì ngược lại của delete là gì, là insert. Thì đây gồm có insert double là chèn thêm điểm, chèn một dòng ở phía trên, ta nhìn cái biểu tượng đúng không? Hay ví dụ insert below là gì? Chèn một dòng dưới đấy. Insert left là chèn cột sang gì? Sang trái. Ở đây vì mình bôi đen nhiều cái nên nó sẽ hiện ra như này. Đấy, chúng ta chèn cột vào bên trái của tổng điểm chẳng hạn, thì ta chọn insert left. Bên ra cái cột mới này. Đấy, ngược lại insert right. Còn bây giờ có cái mục là mục split cell. Giả sử cái ô này ta muốn chia làm hai ô chẳng hạn, thì ta chọn split cell này. Đây việc chia theo chiều ngang và chia thành hai cột thì nó number of column nó nhập xuống diện số 2. Còn nếu chia làm hai dòng thì number of row ta đánh số 2 đây, giả sử như thế. Đây ta nhìn thấy nó tách làm đôi đúng không? Và ngược lại split là gì ạ? Là merge, merge cell là nhập lại. Thứ hai là cái này đang là hai ô, ta bấm vào merge cell thì tự động chuyển thành điểm thành một. Còn split table nghĩa là gì? Tách cái làm hai bảng, ta nhớ là chỉ tách cái dòng thôi nhé. Đây ta bấm vào đây thì cái này sẽ sang một gì, một bảng mới. Đây, được chưa? Ngoài ra thì ta có thể là điều chỉnh độ rộng chiều cao của các dòng và cột. Ví dụ như cột tên này ta muốn nó rộng ra khoảng 0,5 cm chẳng hạn, 5 cm chẳng hạn, thì ta đánh đây số 5 này. Đấy, nó tự nó rộng ra đúng không? Hay vì trên là tương tự đấy là gì? Chiều cao của dòng. Đây ta cho chiều cao ví dụ lên là 1 cm này. Nó tự nó giãn ra. Và trong trường hợp ta muốn tự động điều chỉnh độ rộng chiều cao thì ta chọn Auto Fit này. Auto Fit to Content là theo gì? Theo nội dung. Nó tùy theo nội dung trong ô đấy nhiều hay ít mà nó chỉnh cái độ rộng đúng không? Còn đây là cái phim đâu là tự nó giãn ra cho nó vừa với cửa sổ tài liệu. Được chưa? Thì đấy là cái nhóm cell size. Nhóm tiếp theo là alignment là liên quan đến cắt lề trong ô. Thế ví dụ ta nhìn đây, cái chữ chuẩn đại này nó nằm ở góc trên bên trái đúng không? Thì ta có thể chỉnh nó vào giữa này. Hoặc là giữa với trên này. Thì tùy theo ta muốn nằm vị trí nào thì ta chỉnh chín vị trí tương ứng ở đây. Còn nếu ta muốn xoay cái hướng chữ, như ta chuyển cái chữ này thành hướng dọc thì ta chọn Text Direction. Thế nó lần lượt nó chuyển qua các cái hướng khác nhau. Xem Margin là các lề trong ô. Bây giờ Sort là gì? Là sắp xếp. Thì tương tự như này ta vừa sắp xếp đúng không?
Còn cái mục tiếp theo là convert to text. Nếu như hôm trước ta có cái mục gì là convert text to table đúng không? Thì ngược lại đây ta có thể chuyển cái bảng này thành dạng gì? Thành văn bản. Đây ta chọn convert to text. Đây ta phân tách giữa cái phần này bằng cái tab này. Ok. Thì nó tự động nó chuyển đây thành là gì? Dùng tab. Đây ta nhìn các cái điểm dừng của tab ở đây. Mà cái này không còn gì? Không còn là bảng nữa. Muốn chuyển lại bảng thì ta lại vào làm ngược lại đúng không? Insert này, table này. Convert text to table. Đấy lại thành cái bảng như cũ. Được chưa? Còn một mục nữa đó là lặp lại cái dòng tiêu đề. Thì giả sử như cái bảng mà của ta đây là ta in ra nó sẽ có một độ. Thì giả sử là một cái danh sách thi có 1.000 dòng chẳng hạn. Đúng không? Và có thể có nhiều cột đấy. Nếu như in một bảng điểm ấy thì nếu như mà gì ta không lặp lại cái dòng này ở đầu các trang ấy, thì khi ta nhìn ta chẳng biết điểm gì cả. Đó, thì có một cách để nó lặp lại cái này đó là nó dùng chức năng gì là repeat seed row. Nếu ta chọn cái này này thì ta in ra dù cái bảng này có dài đến bao nhiêu thì từ cái trang 2 nó sẽ luôn luôn hiện cái dòng header để trên đầu mỗi trang. Ta hiểu không? Đấy thì đấy là các cái thao tác mà liên quan đến bảng. Ta cần phải nắm được.